Hello anh em, mình là Quân đến từ chuyentactical.com. Trên tay mình đây và phía sau lưng mình là tất cả những phiên bản của ba lô CT21V3. Các sản phẩm này đã được chuyentactical Việt Nam, tức là C-Tactical ra mắt suốt từ những ngày đầu tiên của năm 2024 cho đến giờ. Và việc tụi mình vừa mới ra mắt mẫu The Tanker trong tuần vừa rồi cũng là cái sự kiện đánh dấu cái chuỗi sản phẩm CT21 đã được nâng cấp thành công trên tất cả các phiên bản của nó. Sắp tới kể từ tháng 5 trở đi thì tụi mình sẽ tiếp tục nâng cấp những cái sản phẩm khác của C-Tactical, ví dụ như là CT10 hay là CT15. Hôm nay sẽ là clip để mình mô tả tất cả những cái điểm giống nhau và khác nhau trên những cái phiên bản của ba lô CT21V3 để cho anh em có cái nhìn từ chung đến riêng của mỗi sản phẩm, từ đó lựa chọn được chiếc ba lô phù hợp với nhu cầu của mình. Không dài dòng nữa, chúng ta cùng nhau đi vào CT21V3. Đầu tiên, để mô tả những điểm chung, mình sẽ so sánh CT21V3 với phiên bản tiền nhiệm của nó là CT21V2. Trên tay mình đây là một chiếc CT21V3 màu black và bên này là một chiếc CT21V2 màu burnt orange. Điểm khác biệt đầu tiên đến từ wire đeo của hai mẫu này. Ở trên phiên bản cũ, phiên bản V2, nó có cái bộ wire đeo nó nhỏ hơn so với phiên bản V3. Đây, phiên bản V3 đã được nâng cấp về chiều ngang của quai đeo này. Cái quai đeo nó có cái bảng to như thế này, nó sẽ giúp phân bố lực nó đều hơn, tản ra rộng hơn. Nó giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi mang ba lô với trọng lượng lớn trong thời gian dài. Về độ dày của quai đeo thì hai phiên bản tương đương nhau. Và ở bên trong tụi mình sử dụng mút đệm PU Sponge. Đây là loại mút đệm có chất lượng đàn hồi tốt nhất trong các loại mút đệm mà các nhà sản xuất ba lô túi hay sử dụng. Đây, các bạn có thể thấy sự khác biệt rõ rệt khi mà chúng ta mang lên trên vai như thế này. Chi tiết thứ hai đến từ ngăn Quick Access Pocket được tụi mình bố trí ở trên đỉnh ba lô, ở ngay vị trí của cái quai sách ở phía trên ba lô. Đây. Còn ở trên phiên bản V2 thì nó không có cái ngăn này. Đây là một cái ngăn giúp cho chúng ta có thể truy cập được những cái đồ đạc ở đây, ví dụ như là mắt kính, điện thoại hay là tai nghe ở trong nhiều tư thế khác nhau. Một cái chi tiết tiếp theo mà tụi mình thay đổi ở trên V3 này đó chính là cái chất liệu ở bên dưới cái mặt quai và cái mặt lưng của ba lô. Nó mềm mại hơn, nó mỏng hơn so với chất liệu chính. Mục đích là để cho nó không có làm cho quần áo của chúng ta bị xù lông khi mà sử dụng trong thời gian dài, khi mà cọ sát với quần áo của chúng ta trong quá trình mang ba lô lên hoặc là tháo ba lô ra. Và đó là ba chi tiết đặc trưng ở trên phiên bản V3. Tiếp theo thì mình sẽ nói về những điểm riêng trên từng phiên bản CT21V3. Cho đến cuối tháng 4 năm 2024 thì chuyentactical, hay còn gọi là C-Tactical, đã cho ra tổng cộng 3 phiên bản của CT21V3, bao gồm CT21V3 bản thường, CT21V3 bản Ripstop và CT21V3 bản The Tanker. Đây, tức là nó sẽ có 3 dòng chính. Chúng ta sẽ cùng đi vào từng dòng. Đầu tiên đó là bản CT21V3, không có hậu tố gì phía sau, tức là nó là bản thường. Nó sẽ bao gồm màu đen, màu shadow gray, màu đen die cam, màu cam và màu smoke gray. Đặc trưng của phiên bản CT21V3 bản thường này đó là nó sử dụng vải Cordura nylon 500D ở bên ngoài. Bên trong thì sử dụng lót burn orange, đây là vải ripstop 210D. Riêng phiên bản màu shadow gray thì tụi mình sử dụng vải lót Cordura nylon 500D giống vải chính ở bên ngoài luôn. Tức là riêng cái phiên bản màu Shadow Ray này thì nó sẽ có hai lớp trong và ngoài giống nhau. CT21V3 là một chiếc ba lô có thể tích và kích thước phù hợp với cả nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn nhu cầu đi du lịch ngắn ngày. Chúng ta sẽ có một ngăn Quick Access Pocket ở trên này như mình đã giới thiệu ở đầu video. Ở phía bên ngoài thì chúng ta còn có thêm một ngăn đựng laptop có lót chống xước, và ngăn laptop này được kế theo cái chuẩn là TSA friendly, bởi vì cái ngăn này nó nằm riêng biệt với tất cả những cái ngăn còn lại. Chúng ta sẽ đảm bảo được cái tính riêng tư ở chỗ đông người. Phía trước ba lô thì chúng ta sẽ có một hàng Molly webbing để có thể tùy biến thêm những cái pouch chức năng, hoặc là anh em độ chế trang trí thêm những cái Molly clip. Trên này thì chúng ta sẽ có một dải velcro để dán patch. Phía trước này chúng ta có một ngăn admin,
xuyên suốt phía bên dưới. Ở trong này sẽ được bố trí những cái ngăn để chúng ta có thể cắm bút hoặc là những cái phụ kiện EDC. Trên này chúng ta còn có thêm một cái dây để gắn chìa khóa. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái ngăn truy cập nhanh từ phía trên ở đây. Một cái ngăn lưới có thể mở rộng được không gian ở đây. Bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái ngăn nữa để đựng laptop, giấy tờ, hồ sơ. Phía dưới đây là một cái đệm đáy rất là chắc chắn để có thể bảo vệ tuyệt đối được phụ kiện điện tử của anh em ở bên trong. CT21 thì nó khác với CT15 ở chỗ đó là nó có thêm hai cái ngăn có khả năng co giãn ở hai bên hông này. Hai ngăn này chúng ta có thể đựng bình nước rất là nhiều kích thước, thể tích khác nhau, hoặc là chúng ta đựng tripod hoặc là dù. Series tiếp theo của CT21V3 đó là CT21V3 Ripstop. Nó cũng là Corora 500D giống như cái phiên bản thường. Tuy nhiên thì nó có thêm cái pattern, cái họa tiết đặc trưng của Ripstop, đó là những cái ô vuông được dệt như thế này. Về tính chất, về trọng lượng, khả năng chống thấm hoặc là độ chịu mài mòn á, thì nó giống nhau. Cái này và cái Corora 500D tương đương nhau. Ở cái dòng Ripstop này thì hiện tại tụi mình có 3 mẫu thiết kế, đó là mẫu Slick. Slick là cái mẫu nó không hề có một cái đường Molly webbing nào cả. Bên ngoài nó sẽ trơn nhẵn hết. Ở bên trong tụi mình cũng sử dụng lock cam luôn, cũng sử dụng lock Ripstop 210D luôn. Tiếp theo là thiết kế Molly truyền thống. Đây là cái thiết kế rất là đặc trưng của Tactical. Cuối cùng thì cái dòng này nó còn có thêm một cái thiết kế, đó là thiết kế Silencer. Đây là một cái thiết kế nó tương tự như cái mẫu Slick, nhưng mà nó có thêm cái giải Velcro để anh em có thể dán patch ở đây. Và đi kèm với cái giải Velcro đó là một tấm, tụi mình gọi nó là cái tấm silencer, để có thể che cái giải Velcro này lại khi mà anh em không muốn show patch. Riêng cái phiên bản silencer này thì nó sẽ sử dụng lót đen. Tụi mình sử dụng vải Corora 500 ở bên trong. Và dòng cuối cùng ở trong CT21V3 đó là The Tanker. Đây là cái dòng sản phẩm được tụi mình push cái độ bền lên mức tối đa bằng việc sử dụng chất liệu chính, đó là vải Corora Nylon 1000D. Đây chúng ta có thể so sánh bề mặt vải 500 và vải 1000. Anh em có thể thấy là vải 1000 nó có cái hạt nó to hơn, chất vải nó sơ cứng hơn. Nói chung thì vải 1000D so với vải 500D thì nó sẽ có cái sức chống chịu mài mòn tốt hơn, khả năng chống thấm cũng như là độ bền vượt trội hơn. Đây là chiếc ba lô được tụi mình thiết kế để phục vụ cho những hoạt động cường độ cao. Ở trên The Tanker thì tụi mình sẽ có một số cái sự pha trộn màu sắc để cho nó khác biệt một chút xíu. Còn lại những cái thiết kế thì nó sẽ tương tự như những cái ba lô của dòng thường. Cho đến thời điểm hiện tại thì dòng sản phẩm The Tanker đang có màu black pha với brown, có black pha với woodland camo, có full đen và đặc biệt là phiên bản multicam, màu multicam truyền thống. Thì để đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho sản phẩm, cho nên tụi mình sẽ không sử dụng cái mặt dưới quai và mặt lưng bằng vải nylon 420D như ở các phiên bản khác, mà tụi mình sử dụng một cái loại vải nó mỏng hơn cái vải chính, đó là Corora nylon 500D màu multicam luôn, để nó có cái sự tiếp xúc nó thân thiện với quần áo. Và đó là tất cả 12 màu sắc, 12 mẫu thuộc 3 dòng chính trong cái sản phẩm CT21V3 mà tụi mình đã cho ra mắt cho đến thời điểm này. Với những nội dung trong clip giới thiệu này thì hy vọng là chúng ta sẽ không có bị lạc lối ở trong một ma trận quá là nhiều mẫu hay là phiên bản mà tụi mình ra mắt liên tục như vậy. Hy vọng là anh em sẽ tìm được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu của mình. Và nếu như mà anh em thích những cái sản phẩm Made in Việt Nam của Jean Tactical, hay còn gọi là Sea Tactical, thì đừng quên theo dõi kênh để có thể đón xem những cái bản cập nhật mới của những cái sản phẩm mới trong thời gian tới. Cảm ơn anh em đã xem clip review tới giờ phút này. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.